Trong chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ thì ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã gặp phải không ít những rắc rối, trở ngại, thậm chí là bị đe dọa. Tuy nhiên rắc rối mới nhất là điều có lẽ ông không bao giờ ngờ tới. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau vừa gửi văn bản cho ông Đoàn Ngọc Hải và đề nghị phản hồi về phát ngôn chê rừng U Minh. Theo công văn của Ban tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau, trong buổi ra quân dọn dẹp vỉa hè của quận 1 ngày 21 tháng 9, ông Đoàn Ngọc Hải đã giải thích với tài xế rằng sống ở quận 1 là phải biết luật, biết hành luật và còn không thì về rừng U Minh mà sống. Ngay sau đó đã có nhiều ý kiến trái chiều về cuộc trao đổi giữa ông Hải với tài xế xe vi phạm, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến người dân Cà Mau nói chung và người dân U Minh nói riêng. Do đó, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau đề nghị ông Hải xác định cuộc trao đổi với tài xế xe vi phạm được báo chí đăng tải và cho ý kiến về vấn đề trên, gửi về Ban tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau bằng văn bản trong thời gian sớm nhất để Ban tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau định hướng dư luận.